biên tập viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16 giờ 30 phút chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và được sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, ốm đau là điều đáng sợ nhất đối với mỗi người. Bởi khi ốm đau, không những không thể lao động để mưu sinh, đau đớn về thể xác mà còn kèm theo gánh nặng chi phí cho việc chữa bệnh. Và trong tất cả các loại bệnh tật thì suy thận là căn bệnh khiến người bệnh trở nên kiệt quệ nhanh nhất và dai dẳng nhất. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm và phòng tránh các bệnh lý liên quan đến thận dẫn đến suy thận thì cho đến nay vẫn còn rất ít người hiểu biết. Để đáp ứng nhu cầu tư vấn của quý vị khán thính giả, chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay tiếp tục trao đổi chủ đề bệnh về thần niệu đã được đề cập trong chương trình tuần trước. Và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phan Trọng Hoa, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị, trước khi trao đổi cùng bác sĩ trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Bệnh nhân Nguyễn Đức Giáp ở xã Long Thành, huyện Yên Thành là một trong những bệnh nhân bị suy thận đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sinh năm 1984, mới 30 tuổi, nhưng Giáp được phát hiện suy thận độ 4 đã một năm nay. Và đến bây giờ, anh vẫn chưa biết nguyên nhân nào dẫn đến bệnh suy thận của mình. Nhưng những khó khăn cả về tâm lý và kinh tế suốt một năm chạy thận nhân tạo thì quá rõ ràng. Phải nghỉ việc vì không đủ sức khỏe, chi phí điều trị tốn kém. Mỗi tuần phải chạy thận 3 lần nên buộc anh phải thuê ở trọ gần bệnh viện. Mặc dù thuộc diện hộ nghèo, nhưng cả ăn ở mỗi tháng, anh cũng phải chi phí từ 3 đến 5 triệu đồng. Về khi mắc bệnh thận ấy, thì trước tiên cái khó khăn đầu tiên là về tinh thần. Vì thực ra bệnh này nó thứ nhất là về cái phương pháp cứu chữa cũng như nó tiêu tốn rất nhiều của cải cho gia đình cũng như bản thân. Và thứ hai là nó ảnh hưởng đến những người xung quanh rất nhiều. Quan trọng nhất là tinh thần, mà nếu như mà có những người không vượt qua cái tinh thần thì rất khó khăn trong việc điều trị. Những bệnh nhân mắc bệnh này nói chung cũng như em nói riêng là đi lại là không thể đi lại được nhiều, mà còn lâu đồng thì hầu như tuyệt đối là không. Trừ những người khó khăn quá thì họ bắt buộc phải đổi lại tính mạng mình vào lâu đồng đấy. Còn thì thực sự nói là sức khỏe không thể còn như máy lắm, thì được 30-40% so với trước đấy nữa. Gần 100 bệnh nhân đang điều trị bệnh suy thận ở khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đều có chung cảnh ngộ như Nguyễn Đức Giáp. Chi phí tốn kém và thời gian điều trị liên tục, kéo dài suốt đời đã làm cho gia đình người bệnh kiệt quệ về kinh tế. Một số người nhà bệnh nhân đã phải nhặt ve chai trong bệnh viện bán để có tiền ăn mỗi ngày. Mặc dù bảo hiểm y tế đã chi trả 80% theo quy định, tuy nhiên 20% chi phí còn lại và tiền ăn ở mỗi tháng trung bình khoảng 10 đến 15 triệu đồng bệnh nhân. Đây là số tiền quá lớn mà ngay cả những người có thu nhập cao cũng khó có thể đáp ứng nổi. Chưa nói đến, mỗi người bệnh đi điều trị phải mất thêm một người đi chăm sóc. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến bệnh suy thận và cách phòng ngừa thì lại không mấy người hiểu biết. Vâng, qua cái phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng là bệnh suy thận thì rất là nguy hiểm. Thưa bác sĩ Phan Trọng Hoa, thì bác sĩ có thể cho biết là thường thường thì có bao nhiêu loại bệnh về thần niệu ạ? Thì nói về bệnh thận thì phân loại bệnh thận thì nói chung là rất phức tạp. Thì cho dù là phân loại thế nào chăng nữa, nhưng mà cuối cùng nếu như anh không phát hiện sớm và không có một cái cách điều trị nó hợp lý, nó đến nơi đến chốn, thì kết quả cuối cùng sẽ đi đến suy thận. Đấy. Trên việc mà để biết là mình bị bệnh thận, để mà thăm khám mà điều trị kịp thời là rất quan trọng. Thì cho dù là loại gì chăng nữa, thì yếu tố đầu tiên phải nói là có cái đầu tiên phải nói là nhiễm khuẩn. Thì nhiễm khuẩn có thể là từ bằng quang niệu đạo lên đến đai bệ thận, lên thận, lên cầu thận. Thì quá trình như thế thì như vậy là các cái dấu hiệu ban đầu để gợi ý cho mình
thì là ví dụ như có hội chứng nhiễm trùng, có hội chứng về nước tiểu, đái bút, đái dắt, là các yếu tố khác, đau thắt lưng chẳng hạn, vân vân, thì là các yếu tố khi mà có những cái vấn đề ấy, thì mình phải có một cái phản ứng kịp thời ngay đến cơ sở y tế để mà khám bệnh, làm xét nghiệm để phát hiện ra mình bị bệnh thận hay không. Cái thứ hai nữa là do một số bệnh nội khoa mà nó đưa lên cái bệnh thận, ví dụ như bệnh tiểu đường, rồi bệnh gút, bệnh cục mắt đỏ, vân vân. Thì những trường hợp này có nghĩa là bệnh thận nó bị trên một cái nền bệnh mãn tính khác. Bởi vậy cho nên là muốn phòng được bệnh thận do các cái bệnh này ấy, thì trước hết ví dụ bệnh nhân bị tiểu đường thì cái việc kiểm soát đường huyết là rất quan trọng. Anh phải đưa các cái chỉ số đường huyết nó về bình thường. Cái thứ hai là bệnh gút. Thì bệnh gút này thì cái cơ chế nó sinh bệnh của nó là ví dụ gút thì nó tăng axit uric. Tăng axit uric thì nó lắng đọng lại, nó lắng đọng ở khớp, rồi là ở các cái chân, rồi là lắng đọng lại thận, nó gây sỏi, rồi cũng gây đến thận. Hoặc là bệnh nhân lupus ban đỏ về đá chẳng hạn, đấy là một bệnh hệ thống, cũng là gây sơ hóa mạch cầu thận, là gây suy thận đấy. Thì muốn tất cả cái yếu tố thứ hai này, thì tất cả những cái này nếu muốn phòng tránh bệnh thận thì trước hết mình phải điều trị tốt cái bệnh nền, có nghĩa là cái bệnh gút, bệnh tiểu đường và bệnh lupus chẳng hạn. Cái thứ ba là do một số nguyên nhân khác như sỏi thận. Thì cái này là cái hay gặp nhất, mà tỷ lệ ví dụ như ở bọn tôi thì tỷ lệ mà bệnh nhân suy thận do sỏi thận rất là cao. Thì thực chất nói nếu như bệnh nhân sỏi thận được phát hiện sớm, can thiệp là kịp thời, thì gần như là bệnh nhân là không có là có thể khỏi hẳn, không có biến chứng gì đấy. Thế nếu như mà để muộn á, thì từ chỗ là nó sỏi thận gây nó ứ nước, nếu như là không có nhiễm khuẩn rồi ứ nước, ứ mủ bệ thận, đây là suy thận. Thì bởi vì cái này thì bọn tôi chưa có điều kiện tổng kết, nhưng mà riêng bệnh viện Bạch Mai thì tổng kết rằng là tất cả những bệnh nhân sỏi thận thì trong đó có từ 33-44% là sau 5 năm là đều phải chạy thận chu kỳ do suy thận. Rồi còn lại một số nguyên nhân khác, do di truyền, do yếu tố miễn dịch, rồi do nhiễm độc. Thì cái này thì thực chất nói trong này có một cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta nắm được để đề phòng, bởi vì thực chất nói bởi vì ở cái nhân dân ta bây giờ có một quan niệm rất là mơ hồ về cách dùng thuốc. Bởi vì thực chất nói đã dùng thuốc là phải có đơn, phải có bác sĩ kê, bởi vì là khi người ta kê đơn thì bác sĩ sẽ nắm được tình trạng sức khỏe người bệnh thế nào để người ta cho thuốc nó hợp lý. Vì chúng tôi có gặp nhiều trường hợp ví dụ như cái gì uống mấy viên thuốc giảm đau hạ sốt, rồi đau thắt lưng, 3 tháng sau suy thận, suy chạy thận. Rồi các cái thuốc kháng sinh, ví dụ như gentamicin, các thuốc nhóm amylogic chẳng hạn, nếu như anh dùng quá liều thì bệnh nhân sẽ là có gây tổn thương thận. Như vậy là có thể thấy rằng là cái việc mà tự điều trị thì là cũng có thể là một cái nguyên nhân rất là nguy hiểm để gây các cái bệnh về thận ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 phút chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Quý vị hãy gọi điện thoại về số 038-6262-999 để được bác sĩ tư vấn. Và bây giờ thì trong mục trả lời câu hỏi của khán thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được qua email và qua đường bưu điện để được bác sĩ Phan Tùng Hoa tư vấn và giải đáp. Câu hỏi của bạn Hiên ở thành phố Vinh ạ. Thưa bác sĩ, gần một năm nay thì em bị tiểu dắt. Mỗi lần đi tiểu xong thì đứng lên lại mắc tiểu và lại muốn ngồi xuống để đi tiểu tiếp. Nước tiểu thì không có mùi, có mau và tiểu thì cũng không đau rát. Em không đau bụng hay là đi tiểu nhiều lần trong ngày. Thường thường thì mỗi khi uống được xong khoảng 10 phút thì là em muốn đi tiểu. Còn uống ít hơn thì không muốn. Và buổi tối thì đi rất là nhiều lần. Em đi khám siêu âm thử thì là bình thường. Vậy thì xin cho em hỏi là nếu như mắc bệnh phụ khoa thì có phải là đi tiểu rát không, hay là em bị bệnh về đường tiết niệu ạ? Và xin bác sĩ tư vấn là em nên đi khám về tiết niệu hay là khám phụ khoa ạ? Câu hỏi này thì thực chất nói là bạn đưa lên một cái số dữ liệu mà đọc lên cảm thấy nó có nhiều cái nó không làm cho bác sĩ nó mất định hướng đi. Thì ví dụ như là bây giờ thế này, vì tiểu nhiều lần trong ngày mà lại là nói là em lại không đau bụng,
không không tiểu nhiều ngày, thành không không tiểu không tiểu nhiều lần, thành thử là một cái. Thứ hai là thì nước tiểu lại không mùi, không màu. Thực chất nói nước tiểu là cái mà chất bài tiết của cơ thể. Bình thường mỗi ngày thì nó tiết ra được khoảng lít hai lít rưỡi, mà nước tiểu có mùi đặc trưng, gọi là mùi khai, mùi của ammoniac, thì để nói sơ sơ thế thôi. Chứ còn riêng bệnh của em á thì thế này, thực chất nói là khi tiểu bù tiểu giáp thì nó có hai cái vấn đề. Một là bệnh thần niệu, cái thứ hai là bệnh về sinh dục nếu là phụ nữ đấy. Thì bây giờ cái là cái mà hay gặp nhất tiểu bù tiểu giáp đấy, là gặp trong cái bệnh thần niệu. Thì trước tiên phải đi khám chuyên khoa thần niệu. Khi loại trừ chuyên khoa thần niệu xong rồi, nếu mà không có viêm niệu đạo bằng quang, không có gì của bệnh thận, thì lúc đấy mình chuyển sang khám phụ khoa. Bởi vì các cái bệnh phụ khoa nó cũng liên quan đến cái việc tiểu bột tiểu chất. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Bố tôi 50 tuổi bị sỏi nhiều quản và đã mổ sỏi cách đây 2 năm. Nãy sỏi hình thành trở lại khiến bố ông đau vùng thần. Gia đình tôi thì có ý định đi tán sỏi bằng laser cho bố tôi, nhưng không biết thì phương pháp ấy thì có an toàn không và có hiệu quả không. Khi tán sỏi thì có cao như là mổ để lấy ra hay không, và có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hay không? Bố tôi thì có tiền sử bệnh tiểu đường loại 1, vẫn uống thuốc và ăn uống theo cái chế độ của người bệnh tiểu đường thì nên đường huyết rất là ổn định. Vậy thì xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. Xin cảm ơn. Câu hỏi này là của anh Đăng Khoa ở Căn Lộc, Hà Tĩnh ạ. Thưa anh Khoa, thì nói bệnh sỏi nhục, sỏi tiết niệu nói chung, thì là bệnh này là nói chung là bệnh do cơ địa hoặc là do một số yếu tố khác, thì thường thường nó hay tái phát. Thì riêng của bố anh ấy, thì mới sau 2 năm được tái phát rồi, thì gặp những trường hợp tái phát rất là nhanh. Thì nếu như mà muốn biết cái cách để điều trị thế nào cho nó hợp lý đối với bố anh ấy, thì cần có một số thông tin như này. Một là ở đây là cái sỏi nhục quản. Thì nếu sỏi nhục quản thì nó nằm ở phần nào, ví dụ 1/3 trên, 1/3 giữa, là 1/3 dưới. Cái thứ hai nữa là cái kích thước sỏi, kích thước sỏi của nó là bao nhiêu, để từ đó bác sĩ là người ta có cái phương pháp điều trị. Cái thứ ba nữa là cái sỏi đấy đã ảnh hưởng đến thận hay chưa, là bởi vì thường thường như ban đầu tôi nói ấy, khi mà có một cái sỏi nhiều quản thì nó gây tắc cái đường tiểu, có nghĩa là thận tiết ra nước tiểu qua đại bể thận, qua nhiều quản không chuyển động bằng quang, thì nó gây lên một cái trường hợp có gì là gọi là ứ nước bể thận. Đấy là trường hợp ban đầu. Sau đó rồi nếu anh không giải quyết được thì nó phải bắt đầu là nó đang đi đến suy thận. Đấy, thì như vậy là muốn mà có một cái phương án điều trị cho bố anh thật là nó gọi là nó tròn vẹn á, thì một các cái yếu tố sau này, ví dụ như là kích thước này, vị trí này, tình trạng sức khỏe này, và đã có ảnh hưởng đến cái chức năng của thận hay chưa. Thì rồi lúc đó bác sĩ đưa ra một phương án, đưa ra một phương pháp điều trị, hoặc là tán sỏi, hoặc là mổ lấy sỏi qua da, hoặc là người ta dùng nồi soi kết hợp tán sỏi để người ta lấy cái chuyện đấy ra, lấy cái sỏi viên thỏi ra. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Hy vọng là qua tư vấn của bác sĩ thì anh Đăng Khoa sẽ kịp thời đưa bố anh đến bệnh viện và bác sĩ sẽ có cái phương pháp điều trị phù hợp. Câu hỏi tiếp theo là của một bạn qanh09@com gửi qua đường email ạ. Thưa bác sĩ, gần khoảng 2 tháng trở lại đây thì cháu đi tiểu thấy ra cung nước tiểu có chất màu trắng như nước vo gạo. Hiện tượng này thì chỉ diễn ra vào buổi chiều hoặc buổi tối, một ngày thì chỉ 1 hoặc 2 lần. Lần đầu thì nhiều hơn mà lần sau thì ít cái chất trắng hơn. Hoặc là cách vài ngày thì gặp lại cái tình trạng như thế. Ban đầu thì cháu cố uống nhiều nước nhưng mà vẫn không hết ạ. Cháu thì hoàn toàn khỏe mạnh và không có các cái triệu chứng đi tiểu đau buốt gì cả. Cháu rất là lo lắng. Xin được mong bác sĩ hồi âm ạ. Riêng trường hợp của cháu như thế này, khi mà đại ra đục nhiều vo gạo thì có 3 tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là đại ra nhiễm chất. Tình huống thứ hai là đại do cái trong tiểu mình cái mùi canxi nó cao. Cái thứ ba là nó cho nhiễm khuẩn. Thì mà trước mắt thì mình muốn để đơn giản mình tự kiểm tra lấy. Thì khi đi tiểu mình lấy bỏ và cho vào trong một cái ống nghiệm hoặc nói chung là một cái lọ, để sau đó nếu như đái ra nhiễm chất thì sau đó nó sẽ lắng đọng dưới cái đáy lọ, nó có màu xanh sánh như thạch. Còn nếu mà do các cái muối canxi á thì anh để một thời gian xong rồi cũng nó sẽ lắng đọng kinh của canxi. Còn nếu mà do nhiễm khuẩn á thì nó lại kết hợp với nhiều
nhiều các yếu tố khác, ví dụ như hội chứng nhiễm trùng, sốt, rồi đái buốt, đái rắt, đấy, cùng theo có rồi là nước tiểu. Thì như vậy xác định được như thế thì lúc ấy bắt đầu mình có kế hoạch để bệnh viện mà điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Trong lúc bác sĩ đang trao đổi những cái câu hỏi mà quý khán thính giả gửi đến á, thì kỹ thuật viên của chúng tôi đã kết nối được với một chị Thu Hoa, 29 tuổi rồi, từ Biên Hòa. Alo, xin chào chị Hoa. Xin chào chị Hoa. Alo. Kỹ thuật viên có thể kết nối với khán thính giả đã gọi về cái chương trình để chúng tôi có thể là nghe được câu hỏi của chị Hoa hỏi bác sĩ không ạ? Vâng, thưa quý vị, có một chút trục trặc về mặt kỹ thuật nên chúng tôi chưa thể kết nối được với chị Hoa. Một quý vị khán thính giả đã gọi về cho chương trình từ rất là xa ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Và tiếp tục những cái câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được để được bác sĩ Phan Trọng Hoa giải đáp. Câu hỏi của bạn Lê Thanh Bình 136@com. Bác sĩ, em đi tiểu nhiều, đau bụng dưới và hai bên hông, đã điều trị tại y gần 4 tháng nhưng không giảm. Bác sĩ chẩn đoán em bị viêm niệu đạo mãn. Xin cho em hỏi là bên đông y thì có trị được bệnh này không? Và nên điều trị theo đông y thì như thế nào? Mong bác sĩ là hướng dẫn giúp ạ. Trường hợp bệnh của em đi tiểu nhiều, đau bụng dưới và hai bên hông, điều trị tây y 4 tháng không giảm. Và bác sĩ đã có cái chẩn đoán là viêm niệu đạo mãn. Thì trong trường hợp này thì như vậy là trước hết thì xem em là điều trị ở đâu và điều trị có hệ thống hay không. Bởi vì sau một cái viêm, trong một cái viêm niệu đạo bằng quang, nếu như điều trị kháng sinh không đỡ thì bắt đầu người ta phải làm các cái xét nghiệm tiếp theo. Ví dụ là người ta sẽ cấy nước tiểu và làm kháng sinh đồ để tìm ra cái loại vi khuẩn gây viêm niệu đạo. Xong đó là từ đó, khi mà tìm ra con vi khuẩn đấy rồi thì người ta phải làm kháng sinh đồ để xem nó nhạy cảm với loại kháng sinh nào, để rồi là trên cơ sở đó mình có thể là dùng kháng sinh điều trị. Nếu như mà chưa điều trị đúng bài bản như thế thì nên là đến cái cơ sở y tế gọi là có phương tiện, gọi là có kinh nghiệm về điều trị của bệnh thần niệu, người ta sẽ tiếp tục làm các xét nghiệm thăm dò, rồi là trên cơ sở có kết quả xét nghiệm thăm dò rồi, có kết luận rồi thì bắt đầu người ta có một cái phác đồ điều trị hợp lý. Chứ còn nếu như mà chưa điều trị được hệ thống như thế thì sang điều trị bệnh đông y thì thực chất nói đông y là một cái chuyên khoa mà nó có nhiều trường hợp điều trị rất tốt, nhưng mà riêng các trường hợp nhiễm khuẩn mà nó dai dẳng, nó kháng sinh hoặc nó nặng nề thì điều trị bằng đông y có lại hiệu quả là không nhanh, không cao bằng tây y. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn, chủ đề bệnh về thần niệu vào 16:30 chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Quý vị hãy gọi điện thoại về số 0386262999 để được bác sĩ tư vấn và giải đáp. Tiếp theo chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi để bác sĩ Phan Trọng Hoa tiếp tục giải đáp cho quý vị và các bạn. Em 26 tuổi. Vâng ạ, thưa quý vị, kỹ thuật viên của chúng tôi đã kết nối được với khán thính giả gọi về cái chương trình ạ. Alo. Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Alo, xin chào chị Hoa. Vâng, xin lỗi chị vì là kỹ thuật của chương trình đã không kết nối được với chị Hoa. Và chúng ta sẽ trở lại gặp chị Hoa khi mà đã khắc phục được cái sự cố này. Alo. Vâng, xin chào chị Hoa. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. Xin chị hãy đưa câu hỏi để được bác sĩ tư vấn và giải đáp đi ạ. Dạ, chị ơi, bác sĩ ơi, em 26 tuổi ạ. Là em mà bên giáo viên thì hồi nhỏ là em bị phù thần, thì
thì khi từ cái hồi nhỏ phù thần, từ hồi 8 tuổi đến 80 tuổi là em chỉ học hỏi phù thần. Thì cái năm 10 tuổi đến bây giờ, đến 24 tuổi là em lập gia đình thì không có hiện tượng gì nữa. Thì đến khi sang năm nay thì mới bữa hôm đầu năm á, là em thường xuyên đi tiểu mà không gắt, tiểu rất nhiều. Mà em thì bên cô giáo thành phải uống nước để mà nói nhiều. Thành ra là khi uống vào là đi tiểu. Có khi đi tiểu một lần, một ngày như vậy tới 10 đến 15 lần. Thì em đi khám ở bệnh viện ở trong Sài Gòn á, thì họ nói thận không ảnh hưởng gì. Và phụ khoa, em khám bên phụ khoa cũng không sao. Thì em cứ hỏi bác sĩ vậy là bây giờ em làm sao và uống thuốc gì ạ? Cái bệnh của chị là chị bị bệnh thận, gọi là bệnh thận của trẻ con từ lúc 80 tuổi, xong rồi điều trị khỏi. Mãi năm 24 tuổi chị bị lập gia đình. Thì chị có nói là chị đã làm nghề giáo viên. Thì hàng ngày chị uống nước rất là, uống rất là nhiều nước để nó đỡ khản giọng. Phải không ạ? Và sau đó thì đi tiểu ngày 10 15 lần. Thì chị đã lo lắng, chị đã đi khám khám thận, thận niệu, người ta kết luận là không bị bệnh gì. Phụ khoa không bị bệnh gì. Thì trong cái vấn đề này thế này, chỉ là nó liên quan đến cái việc là cái này là một cái việc gọi là sinh lý. Thì bình thường sinh lý cái tiểu của ta là cái bằng quang của ta chiếm khoảng nó chứa được khoảng 300 ml. Khi mà nước tiểu xuống đến 300 ml rồi thì nó phản ứng kích thích để cơ thắt một bằng quang mở và bằng quang bọt tống nước tiểu ra ngoài. Đấy. Thì ở đây chị uống nhiều nước. Thì tất nhiên là uống nhiều thì là nó sẽ đái ra thôi. Bởi vì là một ngày chỉ uống khoảng 2 lít hoặc 2 lít rưỡi chẳng hạn, công ăn uống nữa, thì là một ngày chỉ phải duy trì được nước tiểu là phải trên 2 lít. Đấy. Thì là chị đái. Nhưng mà ở đây có một điều thế này, là ở đây là do cái phản ứng của bằng quang. Cho nên là khi chị có thể là lượng nước tiểu ở bằng quang chưa đủ 300 ml, nhưng mà nó đã kích thích cái cơ thắt bằng quang mở rồi, thành thử chỉ đi tiểu nhiều lần nhưng số lượng nước tiểu cộng lại thì một ngày cũng không quá 2 lít rưỡi. Thì nào, có phải thế không ạ? Alo, thì là như thế là nó một ngày không quá cái lượng nước chị đưa vào. Thì bây giờ một cái thế này, một cái là chị là cố gắng luyện tập để làm sao cho nó cắt cái phản xạ đấy đi, để nó đảm bảo là khi mà bằng quang thật căng thì là mình có phản xạ đái. Bởi vì thường thường ở người ta thế này, có những trường hợp nói là bằng quang thì chúng tích là 300, nhưng có những trường hợp là khoảng 600-800 ml. Nếu như ta nhịn đái thì bằng quang vẫn chịu được. Đấy. Cho nên là nếu chỉ không có bệnh thận, chỉ không bị không mắc bệnh khoa, chỉ không mắc, chỉ có mắc là đi tiểu nhiều lần, thì chị cố gắng là tập luyện làm sao để nó có một cái phản xạ, để nó bằng quang nó căng thì lúc ấy chị đi tiểu. Thì chị yên tâm trong cái trường hợp của chị. Chị có nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ em nghe rõ ạ. Vâng. Đó là hy vọng chị sẽ tập luyện để có thể là vâng lại chi tiết. Chị nói ạ. Dạ. Thì cho em hỏi là bây giờ em nước uống như vậy có nên giảm bớt nước không, hay là vẫn uống theo được cái liều lượng đó ạ? Không, thế này chị ơi. Bởi vì trong khuyến cáo thì tất cả người ta khuyên mọi người là mỗi ngày phải dùng tối thiểu là 2 lít nước. Đấy. Dùng 2 lít nước để là cuối cùng để phòng các bệnh như phòng cái trường hợp sỏi thận, phòng các bệnh về thận niệu. Thì chị đừng có vì đi tiểu nhiều lần mà chị phải giảm nước đi, mà chị vẫn bảo đảm chế độ là một ngày cố gắng được dùng được 2 lít nước. Trong đó thì chị cố gắng là hình thành một cái phản xạ. Nói xin lỗi để cho nó đừng đái sớm quá. Chắc chắn là chị đái nhiều lần nhưng mỗi lần là không được nhiều. Phải không ạ? Vâng, chắc là chị Hoa nghe rõ tư vấn của bác sĩ Hoa rồi ạ. Hy vọng là chị sẽ tập luyện để có thể là đi tiểu một cách bình thường ạ. Tiếp theo chúng tôi xin kết nối đến chị Nguyễn Thị Lê ở thành phố Vinh ạ. Xin chào chị Lê ạ. Vâng, chào chị. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi để được bác sĩ Phan Trọng Hoa tư vấn ạ. Dạ, vậy em phần cái người em tám tuổi lên đấy, bây giờ là 6 tháng đấy là em đi đâu, chứ em đi siêu âm đi la hỏi được 0,8
mà bác sĩ nói là hiện tại bây giờ em giai đoạn đó thì em muốn tán tỏi nhưng bác sĩ nói chưa tán được. Nhưng bây giờ hiện tại em lại có bao gần 5 tháng. Đêm thì em đi tiểu 6-7 lần, mỗi lần đi tiểu dày trắng này em lại phải uống đường nước khoảng 1 cốc nước, nếu mà không uống thì nó đau ấy. Thế là nhờ bác sĩ họ tư vấn hồ em thì bao thỏi bao nhiêu thì có thể mình tán được. Mà như vậy thì hiện tại em có bao thì có ảnh hưởng gì đến tại anh ấy không ạ? Có nghĩa là chị bị sỏi một lần rồi ạ? Dạ, em bị sỏi cách đây khoảng 10 năm thôi, đó là bị sỏi nhiều quả, em đã đi tán một lần rồi ạ. Tán, dạ. Dạ. À, bây giờ thế này chị này, chị bị sỏi cách đây 10 năm là tán nó ổn định rồi. Thì dạ, cũng như lúc này tôi trao đổi, có nghĩa là bệnh sỏi thận là bệnh nó dễ tái phát. Thế bây giờ nó tái phát cái sỏi của chị là 0.8mm, là 0.8cm ạ. 0.8. Em cũng nhớ đó là vì bác sĩ nói ở từng đó thì chưa thể tán được á. Thì thế này chị này, bởi vì cái sỏi đấy là khả năng là 0.8, thì 0.8mm, mà bác sĩ đã khuyên chị là không nên tán trong, bởi vì này, bởi vì tại sao bác sĩ khuyên thế là vì chị đang có bầu đấy, chị đang có bầu, thành thử là họ cái sỏi này là thì khả năng nó chưa có gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái đến thận, cho nên bác sĩ họ khuyên như thế, thì chị cứ nghe bác sĩ và bằng cách là chị uống nước, rồi chị dùng giảm đau, rồi có thể dùng một tí giảm cơ trơn, may ra cái sỏi nội quản nó tụt xuống, là bởi vì người ta thấy này, trong lâm sàng người ta thấy nếu như mà cái viên sỏi bằng quang á thì khoảng đường kính dưới 1mm, thì người ta dùng cái gì, dùng người ta dùng uống nước này, dùng giãn cơ trơn, trong đó ta có hai cái dùng loại là viselin mà các chị hay dùng đấy để giãn cái cơ trơn nhiều quản, kèm theo uống nước để nó đẩy viên sỏi xuống. Nếu trường hợp mà không đẩy được thì bắt đầu mình về đề cập đến chuyện tán sỏi. Mà trong lúc giai đoạn này chị đã một chữa, chị đã một thai 6 tháng thì cái việc tán sỏi khả năng sẽ có ảnh hưởng người thai, thành như bác sĩ khuyên là chưa tán được, thì chị cứ yên tâm, chị cố gắng chị điều trị bằng nội khoa đi. Ví dụ như chị dùng uống nước đầy đủ, rồi chị dùng giãn cơ, nếu mà đau lắm thì dùng tí giảm đau đấy. Thì là may mắn ra thì nó sỏi nó tụt xuống được. Chị Lê nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ em nghe thôi. Rồi hy vọng là chị sẽ sinh sỏi, sinh cháu tốt và cái sỏi nó sẽ ra ngoài ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với chị Triều Thị Hằng gọi về từ Nam Định ạ. Xin chào chị Hằng ạ. Alo, xin chào chị Hằng. Dạ vâng, em... Xin mời chị Hằng nếu có hỏi thì được bác sĩ Phan Trọng Hoa tư vấn đi ạ. Bác sĩ ơi, em đang ngồi nghe TV, thấy chương trình đang nói về chuyện hay đi giải. Thế là em no nắng, thì em đã bị bệnh này từ lâu rồi. Em đi giải nhiều lần mà em đến mức độ mà người nhà đi mời đi chơi ở xa mà em không dám đi. Thế là em chỉ nghĩ cái là đi trên, ngồi trên tàu xe thì hay đi giải nhiều thì là khó khăn đến mức độ thế cơ mà. Cho nên là em cũng đi khám ở bệnh viện 108 rồi. Nhưng mà khám về bệnh bằng quang ở trên bệnh viện 108 thì lại hỏi em là cũng đi, càng đi giải nhiều càng tốt chứ sao. Cho nên là em không biết là chữa như thế nào để cho nó khỏi được bác sĩ ạ. Riêng cái bệnh của chị thì lại chỉ có mỗi cái chuyện là đi giải nhiều. Nhưng mà xin hỏi chị tí là lượng nước tiểu chị đi nhiều, thế nhưng lượng nước tiểu của chị một ngày là khoảng bao nhiêu ạ? Em đi giải nhiều lần độ mà em vào đi, em đi mùa khô cũng vậy mà mùa lạnh cũng vậy, em đi mà đi độ hoa hết cả mắt lên đi bác ạ. Đi tiểu như cho hoa cả mắt đấy ạ. Dạ. Đi tiểu như cho hoa cả mắt đấy ạ. Vâng ạ, đi giải nhiều lần ấy, và đến lúc nhất đi mùa rét em đi nhiều quần nó đóng hết mặt này đấy bác ạ. À thế ạ. Thế thì thế này chị này, chị đã đi khám bệnh viện 108 thì người ta bảo là đi giải nhiều thì tốt, phải không ạ? Đấy, bác sĩ ở bệnh viện 108 thì bảo em càng đi giải nhiều càng tốt chứ sao. Cho nên là em đi khám thì bác sĩ bảo là như thế, cho nên là bác tư vấn cho em giúp em tí. Cái tình trạng sức khỏe của chị thế nào ạ? Sức khỏe của em thì nó vẫn bình thường thôi, chứ còn không có sút cân mà không có tăng cân bác ạ. À không, thôi thế này, câu hỏi của chị tóm lại thế này chị này. Cái thứ nhất là về sức khỏe chị bình thường. Cái thứ hai chị đi khám 88 rồi.
Còn cái việc đi giải nhiều lần á, thì chị làm sao mà chị xem nếu như một ngày chị đi tiểu không quá 2,5 lít, trừ trường hợp mà sinh lý, ví dụ chị uống nhiều nước quá nhiều rồi, hoặc là một rét ăn canh là chế độ ăn uống nó này thì không nói. Nhưng mà thường á thì chị đi tiểu khoảng trên dưới 2,5 lít mà không có biểu hiện gì của cái đường thần niệu, có nghĩa là tiểu không buốt, không dắt, không đau vùng thắt lưng, rồi là tiểu không có không mủ, không có máu, không có biểu hiện gì cả, thì chị cứ yên tâm. Và mà làm sao mà chị cố gắng là duy trì cái là chế độ ăn uống này để đảm bảo lượng nước đưa vào này và lượng nước tiểu ra này chị được khoảng trên dưới 2,5 lít thì là không việc gì cả. Bởi vì cái này chị đi khám ở 108 là một cái bệnh viện trung ương quân đội, gọi là tập trung các cái chuyên môn khá nhất của mình ở đó rồi, thì chị yên tâm mà làm việc. Cảm ơn bác sĩ ạ. Hy vọng là chị Hoa đã nghe rõ được cái tư vấn của bác sĩ và sẽ yên tâm để có thể tiếp tục giữ cái sức khỏe ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Trọng Hoa đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7:00 chủ nhật hoặc 7:00 thứ năm tuần sau trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại trên trang thông tin điện tử truyền hình an.vn hoặc nghe lại chương trình này trên trang web radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau thì chúng tôi sẽ tư vấn chủ đề về phòng và điều trị các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em. Quý vị có thể gửi câu hỏi qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999 vào các ngày trong tuần. Chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.